Tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá toàn quốc. Hôm nay tập một clip một lô cần câu anh em. Thì lô câu này có những cây cần cần gốc nè, cần y sữa, cần súp lở, cần cắm gốc và cần một khúc. Bên đây là cần hai khúc của ba khúc. Rồi để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không đúng clip sắp lên á, anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi cảm ơn mọi người. Cái thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất bên mọi người một cây súp lở. Thì cái này cứng nó để là 25-3m9, chất lượng chất liệu là chất liệu carbon, phen của nó là phen Fuji đó. Phen đặc nhé, tất cả phen ok hết, không lỗi không bể nha. Bát là bát Fuji, cái này là cứng DX, tem đầy đủ, ngoại hình thì còn rất là ok đó. Bát Fuji FX7, phôi cái này phôi carbon mọi người, phôi carbon thì cần có xứ xác nè. Nói chung thì cây này về cho anh em câu bạc bãi nè, anh em câu chép, câu giải trí vui chơi đó. Đọc đây tất cả phen ok hết. Thì cái này dài 3m9, nặng là 390g, đọt 2 ly 5, giá công khai số 1 giá là 500 nha anh em, 500 cộng ship. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 lên cho mọi người vẫn là một cây súp lở. Thì cây này dài 3m6 mà có đầy đủ nha. Cây con này súp gì nè đó. Thì cây này chất liệu cũng là chất liệu carbon, bát nó là bát Fuji S7. Thì cái này độ cứng của nó em đo thì nó so với cần hai khúc độ cứng nó gây tầm khoảng 80 nha, độ cứng 80. Bát là bát, phen là phen Fuji, tất cả phen ok hết, không lỗi. Phôi carbon, phôi trong này rất là đẹp nha mọi người. Cái này anh em câu tra được nè, câu tra, câu ngâm, câu chép rất là ok, đến bạc bãi cũng rất là êm luôn. Thì cái này tương đối cứng, độ cứng nó ra tầm khoảng 80 so với cần hai khúc. Tổng thể của hình thì nó đẹp nhá, tổng thể của hình đẹp đây. Phôi carbon trắng, tổng thể của hình đẹp đây. Sẵn trên này sẵn găng gút nè, pen là pen Fuji, bát Fuji bù luôn chữ Fuji luôn. Cái này có tem rồi. Thì cái này nặng là 200, nặng là 329g, đọt 2 ly 2, độ cứng là tầm khoảng 50-80, giá công khai cây số 2 giá là 700 nha, 700 cộng ship. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 lên mọi người là một cây cần súp, dạng cũng súp lở rồi. Cái này 3m6 nha mọi người, 3m6, phôi là phôi carbon đó, dạng hai da carbon sáng quang, phen là phen Fuji, bát là bát Fuji, tất cả phen ok hết nha, không lỗi. Đây, bát Fuji F7, bát Japan. Thì cái này được sản xuất tại Korea nhé, nón trong đây thôi, carbon sáng rất là đẹp luôn. Nó có xuất sắc li ti nè, sáng đẹp nha mọi người. Trồng sáng rất là ok. Đọc đây, đọc màu trắng nha. Phen Fuji, bù Fuji. Thì cái này nặng là 290g, đọc 2 ly 3, đọc cứng cái này ra tầm khoảng 50 thôi. Đó. Rồi, giá công khai cái số 3, giá là 600 nhé. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 lên mọi người một cây cần của Olympic. Olympic. Thì cái này chất liệu cũng là chất liệu carbon, dạng bát là bát Fuji, phen phen Fuji, phen Fuji nhé, phen Fuji đỏ xám, tất cả phen ok hết, không lỗi nha anh em, không lỗi. Phôi là phôi dạng sẵn hai da nè, sẵn găng gút nè. Cây này cứng 20, dài 3m nhé. Cây này dạng chỉnh cho anh em nào câu lăng xê, câu chép. Rất ok luôn á, dạng cũng nhỏ gọn thuận tiện cho anh em câu.
thôi dặn sẵn hai da nè, sẵn găng gút. Rồi sẵn rất là đẹp luôn. Cần thì nó vẫn có xuất sắc li ti thôi, chứ không có ảnh hưởng gì hết. Tất cả ok nhất. Thì cái này nặng là 220g, độc 1 ly 7, độ cứng 20, dài 3 m, giá công khai cây số 4, giá là 600. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên mọi người một cây cắm gốc. Đây, một cây cần cắm gốc của anh Pataco. Đây, cái lõi carbon của nó đây mọi người, rất là dày nhé. Thì cái này một cây cắm gốc anh Pataco, độc độc tháp. Tháp ở trên đây là độc sự tinh. Gốc dưới đây là gốc carbon nè, đó, khúc dưới đây là carbon nè. Carbon dạng sẵn hay da, phen là dạng phen chân ca, phen xít, nhìn từ xa mọi người, phen xít rất là bóng nha. Đây là một cây cần của hãng Alpha Taco, một hãng thương hiệu của Nhật. Mọi người, Alpha Taco, nó giật chữ nổi trên cản luôn. Phen của nó là phen Fuji, phen xít, phôi đây, phôi dạng phôi sẵn ít hay da nhé. Phúc nói cũng sẵn luôn nè, đó. Sẵn nhất sẵn. Bát của nó là bát Pussy. Lên trên đây là dạng cần, dạng tháp, tháp độc sợi thủy tinh nhé, cho nó tạo chịu lực tải cao, quay tạo cảm giác. Phúc nói gốc. Tất cả ok chơi nha mọi người. Bu là bu chống sẵn, bu Pussy. Đó. Cái này anh em nào câu trên ghe, trên bè, trên thuyền rất là ok nhé. Đó. Thì cái này dài 1m6, cứng là cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em. Dài 1m6, cứng ra tầm khoảng 50. Hàng anh Pataco, phen là phen xích. Đánh cảm giác cực kỳ luôn. Anh em nào câu gạn á, đánh cá động, cá muống, cá lù đù á, rất là ok. Đó. Thì cái này nặng là 170g, đọc 1 ly 8, dài 1m6. Rồi giá con hai cái số 5, giá 1 triệu. Tiếp theo cái số 6, thì cái số 6 lên cho mọi người một cây cần một khúc. Đây, cây là cây một khúc hàng của Mamisa. Đó. Một khúc phen lá, thì cây này có xuất sắc nè, phôi phôi carbon, bá tâm bá thẳng. Đây, cây một cây hàng của Mamisa đây, đó. Thật sự thì cái này nó sẽ là cắm gốc, nhưng mà mấy Nhật nè, nó dán lên luôn nè, dán cứng ngắt luôn đó. Thì cần sao bán vậy, được cái là bộ phen của này rất chất lượng. Phen này phen lá nha mọi người, phen lá và phen xít. Ở này anh em câu cá cha, câu trên bè là hết bài luôn, rất là ok nhé. Phen ok hết nha mọi người, bộ trong sáng nguyên zin nha, nguyên zin nguyên bộ phen của nó luôn đó. Cây này cứng ra tầm khoảng 50 nhé, cứng ra tầm khoảng 50, dài 1m8. Thì rồi giá thanh lý cái này, giá là 600 nhé. Thì với giá 600 này thì anh em tháo bao phen này cũng dư tiền nữa. Đó. Đây, đó, cần khá là nảy nha. Thì cái này nặng là 235g, đọc 1 ly 7, giá 600, cái số 6, 600 cộng ship nhé. Tiếp theo cái số 7, cái số 7 lên cho mọi người dạng cần một cái cần hàng săn hàng. Thì cái số 7 lên cho mọi người một cây cần của Olympia, một cây cần carbon hay da. Phen là phen biển nha, phen biển đỏ xám nè, đó. Bát là bát Pussy tem vàng. Bát bự chữ nổi. Phôi carbon săn ít. Đó. Đây, gòn mét carbon săn ít nha. Cái này dài 2m4. Phen nó đây, đó. Dạng phen biển. Bu lai nha mọi người, bu này bu lai rồi. Carbon nhé, sẵn găng gút. Xịt bên dùng loa đĩa. Thì cái này nặng là 350g, đọt 4 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 120 đến 150 nha, ra tầm khoảng 150-200 được luôn mọi người, rất là cứng. Cái này anh em nào câu đáy nha, câu câu gạn mà gạn nước sâu á, anh em tải chì lớn rất là ok nhé. Rồi giá không khai cái số 7, giá 600 nha mọi người, 600 cộng ship cái số 7. Tiếp theo cái số
8, cây số 8 lên cho mọi người một cây cần, cũng là cần săn hang. Đó, cây này một cây cần săn hang. Cây này cây cần carbon. Đây, phôi của nó là phôi carbon nhé. Phen của nó vẫn là dạng phen biển nè, đó, phen biển. Đây, nhìn từ xa đây. Đó, cây này dài 2m7. Độ cứng là 120, độ cứng rất là chỉnh cho anh em là săn hàng, cột cha, cột chép, cột đằng C. Đó. Lỗ này mà anh em câu cần tầm khoảng 5kg mới xi nhê nó thôi. Đó. Cứng 120, dài 2m7. Anh em đánh cha thịt cũng được, cây này đánh cha thịt cũng rất là ok. Đó. Phen đấy này, phen biển nha mọi người. Rất là ok, bu cũng là bu biển luôn. Đó. Thì cần thì keo chỉ ok, tổng thể ngoại hình có xây sát theo thời gian. Cây này một cây của Romit, cứng 120 và 27, chuẩn cho anh em săn hàng. Đó, rất là ok nhá. Phôi phôi carbon. Rồi, cây này nặng là 400g, đọt 4-2, cứng 120. Giá công khai cây số 8, giá là 700 nhá, 700 cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 lên cho mọi người bắn một cây cần săn hàng nữa. Đây một cây săn hàng, phen này dạng phen cầu, đó, phen phu si biển, lỗ xám nè, đó, nhìn từ sau bộ phen nè, đó, muốn bự cái cần nữa. Thì cái này một cây dạng săn hàng, cứng 200, dài 2m7. Cái này anh em nào đánh tra thịt nè, câu đái, câu gạn, câu bông lau, rất là ok luôn. Đó, cái này sản xuất tại Korea, đó, tên nó đây, đọc không được, biết nó sản xuất tại Korea, cứng 120, dài 2m7. Sổ bộ phen là bộ phen biển nha mọi người, phen giữa biển, phen cầu, cái này nguyên bộ phen luôn. Đây nó đóng chữ Pussy rõ ràng nhé. Đó, bát của nó là bát Pussy. Đó, phen thì nó có biểu xíu quá nhẹ nè, nó ten thế này nhưng còn rất là chắc, anh em yên tâm, phen này mà không hư được nổi nữa đâu. Đó, phen gọi là phen chắc thường luôn á. Phen nó rất là bự, cả ba ngón tay luôn. Bu là bu zin của nó luôn, bu dạng Pussy, dạng bu biển nè. Đó, anh em là đánh bạo lực, hút mấy cái này về đánh bao bạo lực luôn. Cứng 200, cứng 200 này anh em tải trị ra tầm khoảng 500g, 800g là bình thường. Đó, rất là cứng. Đó, anh em là câu dầu đếm cũng được. Thì cái này nặng là 630g, đọt của nó là 5.3. Rồi giá hai cái số 9, giá là 800 nhé, 800 cộng ship thì số 9. Thì mấy cây này về anh em câu mà có lỗi gì đó, anh em về tháo bộ phen ra, dựng lại cây càng khác vẫn lời. Đó, như tiền. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 lên cho mọi người một cây càng của Shimano. Cây này dạng câu lăng xê, câu cảm giác, câu câu cha, câu chép. Thì đây là một cây càng của Shimano. Đó, nó để là 83m, hàng của China xuất nhập. Phen của nó gọi là phen Pussy nha mọi người, phen Pussy, bát và bát Pussy Shimano. Thì theo đó thì cái này nó ra tầm khoảng 50 thôi nha mọi người, nó cứng ra tầm khoảng 50 thôi. Vì phôi cái này nó tội tương đối dịu, đó. Anh em có thể câu về câu lăng xe, câu chép, rất là ok. Đó. Đây, đây một dòng cần của Shimithi. Cần cũng còn rất là đẹp, sơn ánh kim. Phen là phen Pussy, đó. Bu là bu Pussy chống sắn nè, bu ship luôn nha, bu Pussy chống sắn mà bu ship luôn, rất là chất lượng. Cần nó đây, đó. Rất là ok nha mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 250g, độc của nó là 2 ly 2, dài 3m, độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi. Thì cây số 10 giá công khai là 750k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 11, cây 11, cây 12 và cây 13 là ba cây này là ba cây bộ phen, số bộ phen nòng súng nhé. Tiếp theo cây số 11, cây 11 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Đây, phen là phen nòng súng. Đây, để từ xa cho mọi người xem. Đó, phen rất là dày nhé, phen nòng súng, cán là cán mốt, phôi là phôi carbon sẵn nè. Đó, bát là bát tay qua, bát của Pussy. Đây, phôi carbon sẵn. Đây, hàng đây qua Pussy, phen nòng súng nè.
sẵn găng gốp nhé. Bù trong sẵn. Các bạn sẵn găng gốp. Thì cây này của Thái Lan xuất Nhật. Cây độ cứng 30 dài H7. Thì 30 H7 thì chỉnh cho anh em nào câu chiên và chép. Nào, chiên và chép cho anh em câu cảm giác. Rất là ok nhé. Nguyên một phen, cực kỳ ngầu luôn. Phen này 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 cái kể cả là bông nhé. Thì cái này nặng 200g, độc dài 2m7, cứng 30. Thì cái này độc của nó là 1 ly 9. Rồi, cây số 11 giá là 800 nha mọi người, 800 cộng xếp cây số 11. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 lên cho mọi người một cây còn hợp luôn, còn hợp, còn túi. Thì cây này một cây cần của Alpha Taco. Dài của nó là dài 3m3, 3 khúc. Nặng là 315g, đọt của nó là 1 ly 6. Đó. Thì đây thông cố nó tải dài nè, đó. Độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi. Cây số 12 đây. Đó. Phen vẫn là số 1 phen, một phen nồng súng. Đó. Phen nó rất là nhiều luôn, nhiều quá dày. Đó. Nó tải lực tải á, xem tải lực tải trong nguyên cây cành. Phen của nó là phen Fuji, phen nồng súng này là phen xích hết nha mọi người. Đó. Cành cũng còn rất là đẹp luôn. Đó. Cái này chỉ có xuất sắc quay điểm thôi. Đây. Xuất sắc nè, đó. Cái này chắc do phen nó cạ vào thôi. Bát của nó là bát Fuji nè. Càng cũng còn rất là ok. Ok rồi mới. Phen đây. Đó. Rất là đẹp nha. Phen Fuji buông trong sáng. Cái này dạng anh em về câu cha, câu chép cái răng xe thoải mái nhé. Phen xích thấp. Rồi, giá công khai cây số 10. Hai, giá là 900 nhé. Tiếp theo cây số 13. Thì cây số 13 lên cho mọi người một cây phen nòng súng. Thì cây này là một cây cành dài 4m2. Đó, dài 4m2 nha mọi người. Phen của nó là phen Fuji, phen xít, phen nòng súng. Đó, đây, nhìn từ xa đây. Đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Có 18 phen nha mọi người. Đó, rất là nhiều phen. Cái này chắc bán phen quá. Bán phen với tặng cái phôi. Đó, tặng cái bát luôn. Bát là bát Fuji nha mọi người. Bát Fuji rất là đẹp nè. Đó, sơn ánh kim. Phen là phen Fuji loại xít. Phen nòng súng. Đó. Đây mọi người, dài 4m2 nha. Pencil. Phen Fuji nòng súng. Phen cũng còn rất là mới. Đây chưa về, chưa vệ sinh nè. Bù là bù trong sáng, phôi là phôi carbon. Đó. Cây này thì em tính bỏ khúc gốc này ra, lấy hai khúc này tháo phen ra dựng lại cho nó thưa phen lại. Đó, là khúc hai khúc này là dựng câu cha câu chép đánh lăng xê thoải mái thôi. Đó, bỏ khúc gốc ra đi, lấy khúc này dựng lại phê. Thì độ cứng của đọt này ra tầm khoảng 20 thôi nhanh em, rất là nhiều. Phen rất là ok. Đó, cây này của China sản xuất, phen bát Fuji hàng xuất Nhật. Thì cái nặng là 330g, độc 1 ly 8. Rồi, giá công khai cái số 13, giá là 750k nhé. Rồi, đó tổng cộng là 13 cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng chốt nên là số điện thoại tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.